con tự kéo nào con. Tự kéo khẩu trang lên nào. Đúng rồi, giỏi quá. Đâu con mang cái gì con Hơn xem nào. Đâu. Cái này của anh Kỳ phải đúng không? Đúng ạ. Rồi. Ôi mày chưa mất to. Chị ơi. Con thích. Chán à con. Chán à. Mọi người chụp hình nhá. Từ từ đã nào. Con chỉnh đã. Con này. Con uống rồi. Con uống rồi. Bố mẹ. Cũng đẹp chứ. Dạ. Dạ em cảm ơn anh nhé. Rất là đẹp luôn các bạn. Chào các bạn, mình đang ở Phú Quốc, đang ở Việt Nam và hôm nay là ngày mùng 4 Tết cho nên là chúc mừng năm mới các bạn. Năm nay mình về Việt Nam ăn Tết cho nên là mình quyết định là đưa bố mẹ mình đi chơi, thì sau khi bàn bạc với các anh của mình xong thì không biết đi đâu cả và quyết định là đi Phú Quốc. Đây là lần đầu tiên mình đưa bố mẹ đi chơi cho nên là muốn đưa bố mẹ đến chỗ nào gọi là sang xịn một tí xíu. Thì sau khi bàn bạc với các anh của mình thì quyết định là đi Phú Quốc và cả nhà mình là 10 người tất cả thì bay Vietnam Airlines. Thì mới vào tới đây, mình vừa vào tới đây được 2-3 phút rồi quần áo mình chưa thay, mặc dù rất là nóng các bạn. Ở ngoài trời rất ở ngoài Hà Nội thì rất là lạnh, còn ở trong này là gọi là 30 mấy độ, rất là nóng luôn á. Nhưng mà quay video cho các bạn trước, sau đó thì mình sẽ đi tắm và cả nhà mình tối nay thì sẽ đi chợ đêm. Mình đặt 2 khách sạn, một là Mường Thanh, hai là Vinpearl, thì sẽ chia đôi, nghĩa là ở Mường Thanh trước sau đó thì sẽ ở Vinpearl. Tại vì là ở Vinpearl thì 15 triệu một đêm thì thật sự là nó hơi mắc một xíu, cho nên là mình chia ra là ở Mường Thanh trước, sau đó sẽ cho bố mẹ đi Vinpearl để mà bố mẹ cũng biết là Vinpearl là rất là đẹp, rất là có nhiều cái để mà thăm thú. Còn bây giờ thì mình sẽ đi tắm thôi. Mình thì không có đồ bơi, vào trong này tí nữa thì cả nhà mình sẽ đi chợ đêm và mình sẽ mua đồ bơi. Và mình cũng không có túi te gì cả, không có mang một cái gì hết, mang đúng cái này các bạn, một cái túi yêu quý từ Đức về. Và tí nữa thì cả nhà mình sẽ đi chợ đêm, không biết là bố mẹ mình có mệt lắm không thì sẽ đi cùng. Và mình mặc một cái áo màu xanh. Rồi, giờ mọi người đã đi bơi xong rồi, mình sẽ đi xuống. Chịu chị đi anh chị ơi. Con thấy sao? Con sẽ thấy mấy cái túi đi biển. Túi đi biển xinh nhở? Hay là túi này con? Túi này đẹp hơn. Túi này đẹp. Anh Lạc làm xong mới xong được cái thành phẩm, nó mới cảm thấy nó mới ngon. Bánh thốt nốt 5 cái 10.000. Hết bánh rồi cô. À hết bánh rồi ạ. À. Chị đấy. Tí nữa anh có ship một cái món quà nho nhỏ chị lấy. Thế à? Good morning các bạn. Đây là outfit của mình ngày hôm nay. Mặc một bộ kiểu là ôm sát luôn á. Màu xanh lá cây. Và khoe cho các bạn món đồ mà mình tâm đắc hôm qua đi chợ đêm. Mình đã mua được một quả ngũ to hơn cả người mình. Đây, to bằng cả cái giường luôn á. Và một cái túi cói. Đây các bạn, nhìn nó như thế này. Trong này thì mình để túi của mình và xịt chống khuẩn, khẩu trang các thứ, kính mình phải thả vào nữa. Chào con. Chào hai đứa. Mẹ ơi. Ăn này. Các bạn có một em ấy là học trò của mình, cũng là subscriber của mình. Em ấy gửi quà cho mình ra tận khách sạn mà mình ở và mình đang đợi. Mình đang ở bờ biển trước khách sạn nhưng mà mình đang đợi anh ấy ra. Ở đây. Hình như anh ấy đây. Anh gửi đồ đúng không ạ? Dạ, sao em? Của em hết bao nhiêu tiền ship đây ạ? Mình có ship rồi chứ chị. À trả rồi ạ? Dạ. Cái này là của em ạ. Dạ. Có cần phải ký hay gì không ạ? Rồi lên đây mình sẽ ăn uống tại đây. Rồi lên đây mình sẽ chụp hình và check in tại bờ biển này ạ. Đấy các.
Đây là hai nhân vật được ký gửi, được bố mẹ ký gửi ngày hôm nay. Bố mẹ cần hưởng thụ. Đẩy lên cho cô Phương. Đây. Giờ mình làm gì các con? Ăn nhãn rồi chơi rồi đi ngủ. Các bạn, ngày hôm nay thì cả nhà mình sẽ chuyển qua Vinpearl và sẽ chơi ở đấy cả một ngày hôm nay. Thì ngày hôm qua nhà mình cũng đi khá là nhiều nhưng mà mình không có quay được nhiều lắm. Thì hôm nay vào Vinpearl xem có gì thì mình sẽ quay cho các bạn.